Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một số đồ mới đẹp nha. Bình phong bằng tàu xưa, đồng hồ Đức nha, và bộ bàn ăn gồm 9 món nha, đại với đồ đồng, để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đây là mã số 1N đầu tiên. Đó chính là một cái hồ lô 1N nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng rất là đẹp. Mã số 1N, trọng lượng nặng 800 g, chiều cao 2 tấc, chu vi hồ lô là 2 tấc 9, chất liệu bằng đồng nha, hình bát quái rất là đẹp. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, không có chê được chỗ nào hết. Vẫn xài được, vẫn đựng rượu được bình thường nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, vẫn đựng rượu được bình thường. Đây hồ lô này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900.000. 900.000 bao ship toàn quốc nha. Đó. Mã số 2N. Những món đồ đồng này thì em bao phí ship và em bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn. Trọng lượng nặng 1,2 kg. Chiều cao là 2 tấc 2. Chu vi sông trầm là 3 tấc 4. Đây rất là đẹp luôn. Đó, sông trầm nha quý cô chú anh chị mình ha. Đó, có giá là 1.100.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1.100.000. Đó, mã số 3N. Một cái bằng ủi con gà chất liệu bằng đồng. Đó, nguyên con là bằng đồng luôn nha. Từ đế cho đến cái giá để phía trong luôn đều là bằng đồng hết. Đó, bằng ủi con gà này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 4 triệu bao ship toàn quốc nha. Em bao trọng lượng nặng là 7 kg nha. Đó, bao trọng lượng nặng là 7 kg cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mã số 4N. Đó, trọng lượng nặng là 1,3 kg. Đây, chiều cao em giao, chiều cao là 2 tấc 4. Đây, rất là đẹp luôn cho cô chú anh chị mình ha, sông trầm luôn. Đó, chất liệu bằng đồng, tuổi đời tầm khoảng cỡ 20-30 năm trở lại đây thôi. Đó, cũng có giá là 1.200.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, để chầm lên rồi mình đốt cho nó thơm nhà nha cô chú anh chị mình ha. Đây mã số 5N, một cây đèn dầu Pháp xưa. Đó, ống khói là logo luôn nha, ống khói bút mực logo luôn. Đây tim dặn cũng vẫn còn hiệu luôn nha. Chiều cao là 5 tấc 2. Chu vi bầu của nó luôn á là 41 nha. Đó, 5N. Đây đèn dầu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.500.000. 2.500.000 bao ship toàn quốc nha. 6N, một tượng Quan Âm. Đó, đây rất là đẹp. Đó, chất liệu bằng đồng, trọng lượng nặng là 0,5 kg, chiều cao là 1 tấc 4. Đó, chu vi mẹ Quan Âm ngồi là tầm 23 nha. Đó, rất là đẹp. Liên lạc và là lặng luôn. Đây, tượng mẹ Quan Âm này em giao lưu với quý anh chị mình luôn, có giá là 700.000, bao phí ship toàn quốc nha. Đây tới mã số 7N. Đó, 7N đây, một bộ Tam Thế Phật. Đây em mới về thêm một bộ nữa nha, để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Chiều cao là 5 tấc rưỡi. Đó, chu vi Tam Thế Phật. Đây là 75. Đó, ai hữu duyên thì thỉnh về nha. Đó, về mình thờ nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp, liên lạc và là lặng, chất liệu bằng đồng. Em bao ship toàn quốc và bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 19 triệu, 19 triệu em bao ship toàn quốc nha. 19 triệu em bao phí ship 3 tượng. Một tượng nặng á, là 6 kg, 3 tượng là 18 kg đó. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em, rất là đẹp. Đó. Tới mã số 8N, đó là một bộ lư nha. Đó, một bộ lư thờ, lư nhì. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, chất liệu bằng đồng, cái này lại mới đánh bóng sơ sơ lại thôi nha. Đó, đây rất là đẹp, thủ công tay ngày xưa nha cô chú chị mình ha. Chiều cao tính từ đầu bộ lư xuống luôn là 6 tấc 1. Đó, phủ bì trái đào luôn á là 4 tấc 3. Lọt lòng nền trong là 2 tấc 2. Đây, một bộ lư nha, rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Cái này là em mới đánh bóng sơ lại thôi, cái này mà chùi kỹ là cái nó rất là đẹp luôn, liền lạc và là lặng luôn nha. Đó, tuổi đời lư này thì em bao cho quý chú anh chị mình luôn tầm khoảng 20-30 năm trở lên. Đó,
cặp chân nến là 4 tấc 7 nha. Đó. Trọng lượng nặng cặp chân nến là 5kg, 5,5kg mà em tính 5kg thôi. Đó, bỏ cặp chân nến xuống đi. Đó. Đây, bỏ bộ lưng này qua luôn. Để cân nặng nó thử coi là bao nhiêu ký nha. Đây cô chú chị mình xem giùm em cái đế trong đây. Đó. Còn rất là khít. Đó. Đây cô chú chị mình có xem đế trong thì chúng em sẽ mở ra nha. Chụp hình gõ chi tiết thêm cho cô chú chị mình luôn. Nói chung là không có mờ ké hoặc là ba giới nhiều luôn. Đó, đây cái đỉnh lưng này không là 11kg, dưới 5 là 16kg. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mà luôn có giá là 8.200.000. 8.200.000 bộ lưng bao đánh bóng, bao phí ship toàn quốc luôn. Mã số 9N đó chính là một cái vàng máy may, may tay nha. Đó, thùng này vẫn còn nguyên luôn. Đó, bụi bặm này rất là đẹp. Đó, vẫn còn xài được bình thường nha. Đó, cái này mình quay tay vậy nè. Đó, ngày xưa nó không có điện. Đó, cái này khoảng có 50-60 năm trở lên em bao tuổi đời luôn nha. Đó, từng mũi một luôn, rất là đẹp. Hàng liên lạc và là lặng luôn. Đó, đây nó còn kim, còn suốt, còn thiền luôn nha. Đó, đồ chỉnh, đồ co là đầy đủ hết trơn. Đó, một bộ linh kiện của nó luôn. Đây. Đó, có chút gì mà xem giùm em nha. Đó. À, để mà, nó cấn cấn cái này. Đây, đó. Chưa vệ sinh bụi bặm luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, mình vệ sinh bụi bặm một cái nó rất là đẹp, rất là sáng. Đó. Hàng nguyên si là lặn luôn, nhãn hiệu thì nằm phía bên này. Đó, máy may tay. Đó, bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 2,5 triệu. Máy may tay này 2,5 triệu bao ship toàn quốc, còn một cái duy nhất. Kiếm một cái nữa cũng không có luôn nha. Đó là hàng bao cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó. Tới mã số 10N. Đó chính là một cặp liễn nha. Đó, cảm ơn cô chú anh chị mình hôm qua đã ủng hộ cặp liễn ngày hôm qua. Đây tới cặp liễn này nha cô chú anh chị mình ha, để em đo chiều cao nó thử coi. Đó, đây. Chất liệu cây là bằng gõ. Chiều cao là 2,5 tấc, 2,5 mét nha. Chiều cao là 2,5 mét, em đo chính xác cho quý của chú anh chị mình luôn. Mã số 10. Đây, bề ngang của nó luôn là 2,5 tấc. Dán giày thì 3 phân. Đó, chất liệu cây là bằng gõ. Đó, gõ đỏ nha. Của chú anh chị mình xem dân cây gõ giùm em. Rất là đẹp luôn. Liên lạc và là lặng, không mất một con ốc nào hết. Đó, một cặp liễn rất là đẹp. Đây, màu sắc hoa văn họa tiết là khỏi chê nha. Lật phía sau lại cho cô chú chị mình xem luôn nha. Đó, đế dân cây gõ đây. Nguyên si là lặng luôn. Đó, tuổi đời em bao trên 40 năm. 30-40 năm nha, trở lên. Đó, không mất một con gốc ốc nào hết. Và không có bị bể hay là bị cong, bị móp gì hết. Đó, thẳng thớp rất là đẹp. Đây, cặp liễn mã số 10N. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 22 triệu. Bao phí ship toàn quốc nha. Còn nếu mà ở gần thì chúng em sẽ bớt tiền ship lại chút đỉnh cho cô chú chị mình uống cà phê với em nha. Đó. Đây tới mã số 11N, một tấm bình phâm. Cây này á, thì á, dùng ngoài người ta kêu bằng gỗ gụ. Đó, có sao là em nói vậy nha, em biết tới đâu em kêu tới đó. Đó, cũng rất là chắc chắn nha. Đây, còn những tấm đá bình phâm này là tuổi đời khoảng cái tầm thập niên 90, tàu xưa. Đó, người ta kêu bằng tàu xưa nha. Để em đo chiều cao nó thử coi. Đó. Chiều cao là 2 mét. Đó, 2 mét chấm 2. Nhưng mà em tính 2 mét thôi. Đó. Một cái khung của bình phong như vậy là nó 5 tấc 2. 5 tấc 2 phân nha. Đó, nhưng mà em tính 5 tấc thôi cho nó chẳng, cho nó dễ tính nha cô chú chị mình ha. Đây, miếng đá này dày một phân, rất là nặng luôn. Đó, chiều dài 4 tấm nhầy nhập đợi là 2 mét. Chiều dài 2 mét, cao lên 2 mét. Tấm bình phong này là ngày xưa người ta để cho che để mà thay đồ. Đó, hoặc là trang trí trong nhà mình rất là đẹp. Đây, những cái bát này là bằng đồng hết luôn nha cô chú chị mình ha. Đố cây này dày khoảng cỡ 3 phân. Đó, đố cây này dày khoảng cỡ 3 phân. Liên lạc và là lặng luôn. Nói chung là không có bị bể mẻ đắp giá chỗ nào hết.
Đây, hoa văn họa tiết những cái bức tranh này là vẽ tay không luôn. Đó, cái tích này là tùng cúc trúc mai. Đó, đây là tùng nè. Đó, đó, cúc trúc mai. Đó, rất là đẹp. Liên lạc và là lặn lô mã số 11N. Cô chú anh chị mà nếu mà em quay không rõ chi tiết thì cứ liên hệ với em để em chụp hình, gửi Zalo cho cô chú anh chị mình xem để biết thêm chi tiết. Cây là em bao nguyên si, đá là bao nguyên si, tới nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn. Bức này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình có giá là 27 triệu. 27 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. 27 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đây, cái mấy cái ghế kìa. Đó, đây tới em có một bộ bàn ăn tròn. Đó, 8 cái đôn và một cái bàn, là tổng cộng là 9 cái, 9 món. Em đo cái bàn trước nha. Đó, ốc thì khỏi chê rồi. Bàn bề ngang của nó luôn, mặt bàn là 1m2. Đó, 1m2 chính xác nha. Đây, chiều cao là 78, chiều cao chính xác là 78. Dìm này là em không có đo nha. Dìm này nó dè ra rất là đẹp. Ốc thì của chú anh chị mình khỏi xem, khỏi chê được chỗ nào rồi, ốc 7 màu. Đó, đây, quay nghiêng qua cho cô chú anh chị mình thấy màu ốc cho nó rõ đẹp nha. Mặt đá là nguyên si là lặn luôn. Đó, mộng của nó còn nha, mộng bàn là còn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, trên này một thớt. Đó, qua bên này quay cho cô chú anh chị mình xem thớt dưới cũng đều cẳng ốc luôn. Đó, bốn chân đố này. Chân đố này dày là 6 phân. Chân đố này dày 6 phân nha. Liên lạc lành lặn không bị bể mẻ đắp giá chỗ nào hết. Đây, mặt cái dìm dày này là 3 phân nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là chắc chắn. Đó, đồ này thì em bao cho quý của chú anh chị mình luôn tầm khoảng cỡ chừng 30 năm trở lên, không dưới nha. 20-30 năm trở lên chứ không bao giờ dưới. Rất là đẹp. Đó, đây mặt dưới đây. Rất là chắc chắn nha. Rồi để em đo mặt đôn cho quý chú anh chị mình xem. Mặt đôn em đo mặt ngang đi ha, 3 tấc 3. Đó, chiều cao á là 50. Đó, 5 tấc nha. Đây, 8 cái ghế và một cái bàn. Đó, chất liệu cây là bằng gõ nha, gõ đỏ. Đây, bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mà luôn 86 triệu. 86 triệu em bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình. Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu thì chúng em sẽ chụp hình gửi chi tiết Zalo cho cô chú anh chị mình xem cho rõ hơn nha. Đó, dáng mặt trống rất là đẹp. 8 cái đôn và một cái bàn. Đó, đây. Mã số 13N. Đó chính là một cái đồng hồ Đức. Đó, máy là đóng rệt Manin. Đây, cái này là quýnh ống 6 nha. Đó, chưa chùi rửa, chùi dầu gì hết. Đây, máy của nó là 5 ống 6, quýnh rất là hay. Đó, hàng mới về luôn. Đó, mới siêu tầm về được là giao lưu với quý của chú anh chị mình liền. Đó, đây, ở trên là sao chăng. Đó, kế tiếp của nó luôn á là kim dây. Đó, đây, 3 quả tạ. Đây, mặt quả lắc của nó là tầm khoảng cỡ chừng 2 tấc rưỡi nha. 5 ống 6 bằng chất liệu bằng thau hết. Đó, cái này chút xíu nữa thợ sẽ chùi dầu sạch sẽ cho cô chú anh chị mình. Đó, giờ cho cô chú anh chị mình nghe nha và xem. Đây, cái này là để em quýnh thử bằng cái búa nó đụng vô cái sáo cho cô chú anh chị mình nghe thôi. Chỉ quýnh sơ cho cô chú anh chị mình nghe thôi nha. Máy là máy lớn. Đó, thùng này đó là em bao là liền lạc lành lặn luôn, thùng còn rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem cái kiểu dáng thùng nha. Để em đo thử rồi cho cô chú anh chị mình xem biết kiểu dáng cái thùng nha. Chiều cao cái thùng này là 2m. Chiều cao 2m đúng nha. Bề ngang nhỏ nhất của nó luôn là 5 tấc 4. Đó, lớn nhất của nó luôn là tầm khoảng cỡ lớn nhất là 6 tấc 2 nha. Đây, thùng thì nguyên si là lặn rất là đẹp. Đó. Đây, máy thì em bao có là cho cô chú anh chị mình luôn là tầm khoảng cỡ 90-95% là máy hoạt động tốt, bao xài, bao chạy thoải mái vô tư. Đó, thùng nu rất là đẹp nha. Thùng này chống mối mọt nha. Em bao cho cô chú anh chị mình là không có con mối mọt nào mang được hết trơn.
Tuổi đời thì em bao, nếu mà dưới ai nói cái tủ này dưới 30 năm tặng cho cô chú anh chị mình luôn, em không lấy tiền. Đó, phải trên 30 năm nha. Đó, từ 30 năm ăn lên chứ không bao giờ dưới 30 năm. Nếu mà ai nói dưới 30 năm tặng cho cô chú anh chị mình làm kỷ niệm với em luôn, không lấy 1.000 của cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây mã số 13N em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 30 triệu. 30 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn, là toàn quốc nha. Đó, 5 ống 6 mã số 14N. Đây, chiều cao. Đó, chiều cao là 1m95. Chiều cao là 1m95. Bề ngang này của nó luôn á là 4 tấc rưỡi, nhỏ nhất, lớn nhất là 5 tấc. Đây, của chú chị mình xem giùm em rất là đẹp, liên lạc cho lành lặn luôn. Đây, ginh ginh xích gan trước chút xíu cho quý của chú chị mình xem nha. Đó, đây 4 dìm của nó luôn là bằng hao hết. Đó, xích qua đây chút xíu luôn. Đây, 4 cái dìm này của nó là bằng hao hết trơn nha, bọc đồng hết nè, rất là đẹp luôn. Mặt là ở trên, mã số 14N. Đó, của chú chị mình xem giùm em. Đó, đây 3 quả tạ luôn. Đó, không có chê được chỗ nào hết. Tối thì của chú chị mình không nghe thì tắt âm thanh. Đây, em gỡ cái dách sau cho của chú chị mình xem cho nó kỹ nha. Đó, đây của chú chị mình ra đằng sau nhìn giùm em cho nó kỹ. Đó, đây là 8 gông 8 búa. Đây, em thử bằng tay như vậy thôi. Máy là đóng dệt manin nha cô chú chị mình ha. Máy đóng dệt manin. Đó, 8 gông 8 búa. Tuổi đời thì em bao cũng trên 30 năm nha, dưới 30 năm trả lại cho em luôn. Đó, chiều sâu vô của nó luôn là 2 tấc rưỡi. Đó, mã số 14N. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 19 triệu. 19 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn nha. 8 gông 8 búa nha. Đó, 19 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn. Mã số 15N, đó chính là một cái máy đóng dệt manin luôn. Đó, đặc biệt cái máy này, đây cái tủ này là 12 gông 12 búa. Đó, để em đo chiều cao nha. Chiều cao của đồng hồ này là 1m95 luôn. Chiều cao là 1m95. Bề ngang của nó luôn là 4 tấc 8. Đó, nhỏ nhất, lớn nhất của nó luôn là 5 tấc 3. Đó, 12 gông 12 búa. Đó, cái này thì của chú chị mình có thấy, có muốn xem máy thì cứ chút xíu nữa em sẽ chùi dầu sạch sẽ rồi quay cái máy cho cô chú chị mình xem nha. Máy đóng dệt manin em bao cho cô chú chị mình luôn. Đây là kim dây. Đó, đây là sao chăng, lịch sao chăng. Đặc biệt cái quả tạ này là chạm nha. Đó, đây rất là đẹp. Chạm từng chi tiết luôn của chú chị mình thấy, chạm qua văn nè. Đó, gông là gông thao luôn nha. Gông là gông thao tạ xích thì nó quýnh rất là hay. Đó, chuẩn luôn, chuẩn xưa luôn. Mặt quả lắc cũng là chạm luôn nha. Chạm chỗ rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, đây, không có chê được chỗ nào cái đồng hồ này hết. Đó, chút xíu nữa đi cô chú chị mình muốn xem cái máy thì chúng em sẽ thợ cho chùi dầu rồi quay cho gõ cho cô chú chị mình xem luôn. Tạ xích. Đó, đây mã số 15N. Đó, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 27.500.000. Em bao ship toàn quốc ra, nếu mở gần thì em sẽ bớt tiền ship lại chút đỉnh. Đó, 3 cái đồng hồ này nếu mà em bao tuổi đời dưới 30 năm trả lại cho em không mất 1.000 phí ship của cô chú anh chị mình luôn, mà tặng luôn cái đồng hồ cho cô chú anh chị mình làm kỷ niệm với em luôn nha. Nếu mà ai nói dưới 30 năm. Đó, Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Chịu rất là nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.